Đây là bài viết kinh nghiệm và tips học tiếng Trung của Vivani đăng trên spiral.com. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu bài viết này ngay bây giờ nha. Ta chào, hôm nay Vi đăng bài post này để chia sẻ một vài kinh nghiệm cá nhân trong việc học tiếng Trung, đặc biệt là dành cho những ai mới học nha. Khoe một tí là tớ vừa thi HSK3 với 278 trên 300 điểm vào tháng 4 năm 2019 vừa rồi. Đùa chứ khoe xong thì vẫn phải học tiếp nhé. Phương châm của mình là học hiệu quả thì tốt hơn là học chăm. Hy vọng là chia sẻ của mình sẽ giúp ích cho các bạn. Nào, chúng mình cùng bắt đầu thôi. 1. HSK là gì nhỉ? Đây, tớ lấy từ Wiki ra để giải thích sơ về HSK nhé. Hơi đê tiện nhưng mà thế này thì sẽ chính xác hơn. Ai biết rồi thì sang phần 2 nào. Kỳ thi năng lực Hán ngữ Thủy Bình Thảo Khí Hanyu Shreeping Kaoshi, viết tắt là HSK, là một bài thi tiêu chuẩn duy nhất đánh giá trình độ tiếng Trung Quốc dành cho người nước ngoài mà không sử dụng tiếng Trung là ngôn ngữ mẹ đẻ hoặc dành cho người Trung Quốc sinh sống ở nước ngoài. Điểm số hoặc cấp độ của kỳ thi thường không được dùng làm tiêu chuẩn cụ thể để đánh giá mức độ thành thạo tiếng Trung của người đó. Ví dụ, một công việc có thể chỉ yêu cầu các ứng viên nước ngoài có trình độ HSK 5 trở lên. Các kỳ thi được quản lý bởi Hanban, một cơ quan thuộc Bộ Giáo dục nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 2. Làm sao để biết mình ở trình độ HSK nào? Dựa vào bảng này, bạn có thể biết được rõ hơn cần bao nhiêu từ vựng để đạt tới trình độ tương ứng. Ví dụ, mình muốn thi HSK3 thì phải học được khoảng 600 từ là có thể thi được. Nếu muốn đợi thi HSK4 thì phải học thêm 600 từ nữa, có nghĩa là 1.200 từ, rồi đi thi. Và cột cuối cùng là trình độ tương ứng dựa trên CEFR, khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của châu Âu. Các bạn học tiếng Anh sẽ biết cột này nhé. 3. Nguồn học khác nhau. 1. Nguồn học chính, giáo trình, từ điển và vở ghi chép. Giáo trình. Bản thân tớ chỉ học duy nhất một cuốn giáo trình 301 cộng sách bài tập. Sách này đối với nhiều người có thể gọi là đã quá cổ xưa rồi, nhưng mình vẫn thích học bởi vì mình học được vài bài, thấy dễ học và hiệu quả, nên dính lem nên luôn. Học xong 40 bài, tớ làm 2 đề rưỡi thi thử HSK3 và đi thi luôn. Và điều tớ khuyên các cậu ở đây là hãy tìm một bộ giáo trình phù hợp với bản thân và dính chặt lấy nó mà học. Đừng thấy người này khuyên khơi khơi cuốn này tốt, cuốn kia hay mà mua về vô tội vạ nhưng mà không đụng đến. Tất nhiên là bạn có thể tham khảo sách từ những người giỏi và lý do của họ đủ thuyết phục thì bạn mua về sử dụng, không vấn đề gì cả. Bạn có thể tham khảo các bộ giáo trình phổ biến hiện nay như là bộ giáo trình Hán ngữ Bồ Gia, giáo trình Hán ngữ 6 quyển, vân vân. Về từ điển, một thứ bất ly thân nữa là từ điển để dò từ. Các cậu có thể tra từ điển giấy hoặc tải app trên điện thoại về nhé. Vở ghi chép, hãy có một cuốn sổ ghi chép. Mình nói cái này thì có vẻ hơi thừa, nhưng thật sự nó rất là quan trọng trong việc học tiếng Trung. Bởi vì chữ Hán là chữ tượng hình, nhìn không thì không đủ để cắt sâu vào não được, nên phải ghi ra, vừa ghi vừa lẩm bẩm các bộ của từ. Ví dụ như chữ lề, sorry nếu như người đọc không đúng nha, vừa ghi vừa lẩm bẩm, điền mịch tiểu, điền mịch tiểu. Cách ghi từ mới của mình sẽ thường bao gồm 5 phần: từ cộng phiên âm, phiên yên cộng âm Hán Việt, cộng nghĩa và ví dụ trong câu. Tớ sẽ giải thích một chút. 1. Từ. Phải ghi to một chút để nhìn rõ được các nét bên trong, tránh nhầm lẫn các bộ sau này, vì sai một ly là đi một dặm nha. 2. Phiên âm. Ghi phiên âm để nhớ cách phát âm, và đặc biệt là phải nhớ cách ghi phiên âm để sau này đánh máy tính hoặc là gõ điện thoại. 3. Âm Hán Việt. Phải học để sau này ghép từ dễ dàng hơn. 4. Nghĩa. Cái này mà không ghi thì... 5. Ví dụ. Từ được sử dụng trong câu như thế nào? Phải ghi ra câu nếu từ đó cậu cảm thấy hơi khó nhớ, vì việc áp dụng nó vào một ngữ cảnh sẽ khiến cho việc nhớ dễ hơn nhiều. 2. Luyện tiếng Trung bằng phương pháp chơi mà học. Ngoài việc học trong sách vở không thôi, hãy tìm đến các nguồn mà bạn có thể thấy được tiếng Trung được sử dụng ngoài đời như thế nào. Đối với mình đây là cách cực kỳ hiệu quả, bởi vì bạn được tiếp xúc với ngôn ngữ nhiều hơn, exposure. Như nhiều người ta hay nói, muốn học tiếng nào thì đi du học nước đó vậy á. Thay vì vậy thì bạn vẫn có thể ở đây xem phim, đọc sách, đàm thoại một mình. Xem phim.
Cứ lâu lâu thì Vi sẽ luyện phim ngôn tình, nhưng mà xem ở đây quan trọng là phải căng tai ra nghe, để mà nghe ngữ điệu, sắc thái, biểu cảm kèm theo. Không được đọc phụ đề không thôi nha, thế thì công cốc rồi. Thi thoảng thấy câu nào hay hay thì phải ghi xuống, lâu lâu mở ra đọc. Nghe podcast. Khi ngồi trên xe buýt, rửa chén, đang làm những công việc không cần đến đôi tai thì lôi podcast ra để nghe. Podcast Vi hay nghe luyện tiếng Trung là Takeaway Chinese và Chinese Class 101. Xem YouTube. Thi thoảng tớ vẫn xem những cuộc phỏng vấn ở đường phố, và vui nhất là xem tay nói tiếng Trung á, bởi vì nó tiếp sức cho tớ một cái niềm tin rằng tay nó còn học được mà mình không học được thì thiệt là kém quá. Đọc sách. Hiện tại thì tớ vẫn còn đang kiếm sách để đọc, chưa kiếm được cuốn nào ưng ý hết á. Thi thoảng mình vẫn đọc văn theo trình độ trên app Duo Chinese. À, tiện thể ai có biết sách gì hay thì share cho tớ với nhé, ở phần comment ở dưới á. Tips học và những điểm cần lưu ý. Đa số từ vựng tiếng Trung, 80%, có hai bộ phận, đó là bộ phận mang ý nghĩa và bộ phận chứa phát âm. Điều này có nghĩa là 80% từ vựng tiếng Trung có thể nhìn vào và học được. Đó là lý do tại sao người bản xứ vẫn có thể nhìn vào chữ và đoán được cách phát âm, tuy không biết từ đó nghĩa là gì. Ví dụ như từ đại dương, gồm bộ thủy và bộ dương. Bộ thủy ở đây cho mình biết từ này liên quan đến nước, và bộ dương cho mình biết từ này phát âm giống như chữ dương, giang. 2. Hãy học 214 bộ thủ. Càng về sau, lượng từ vựng sẽ càng nhiều, nên hãy học bộ thủ và ý nghĩa của chúng để tạo nên câu chuyện cho mỗi từ vựng, hoặc tìm các câu chuyện đó trên mạng. Như thế sẽ dễ nhớ hơn rất nhiều. Ví dụ như từ an yên, gồm bộ miên, mái nhà và bộ nữ, ý nói rằng phái nữ đem lại sự an ổn, yên vui, làm đẹp cho gia đình. 3. Hãy học luyện phát âm ngay từ đầu. Cái này mình thấy có rất ít người để ý thanh điệu của tiếng Hoa, nên rất hay bị nhầm lẫn thanh 1 và thanh 4. Hãy học thật kỹ ngay từ đầu để tránh phát âm sai về sau nhé. Đừng quên việc luyện tập, chăm chỉ là một yếu tố tất yếu, nhưng không phải chăm chỉ cứ suốt ngày ụp mặt vào sách, học ngữ pháp, từ vựng không thôi. Hãy sáng tạo và thử nhiều cách học khác nhau. Cách này phù hợp với người ta nhưng chưa chắc đã phù hợp với mình, nên hãy cố gắng tự mò mẫm tìm kiếm và trải nghiệm nhé. Thật sự là quá trình học ngoại ngữ sẽ rất là nản đôi lúc, và điều đó xảy ra với tất cả mọi người, nên tớ mong là những lúc đó cậu sẽ thật là kiên nhẫn, yêu thương đó nhé. Chúc các bạn có một hành trình học tiếng Trung thật vui vẻ. From V Bunny with love. Hy vọng là các bạn thấy video lần này bổ ích. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu như các bạn thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm được thêm. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.